Hi, chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì mình vừa đi làm về ha mọi người. Đây là hai xe hàng hồi sáng nay mình vừa đi cân về. Thì hồi nãy mình đi làm về, mình có xem được một cái video trên TikTok hướng dẫn làm cây thông bằng bì cắt tông. Thì đây, nhà mình không có gì ngoài bì cắt tông hả mọi người. Nhà mình siêu nhiều. Thì mình xem được cái video đó thì mình thấy cũng hay. Mình định làm một cái giống vậy để mình trang trí nhà ha. Sắp tới cũng là Noel rồi. Nên là mình cũng định làm một cái giống vậy. Đây nè, đây là cái mình định làm nè mọi người. Đây, bị cắt tông thì nhà mình siêu nhiều luôn ha mọi người. Cái này tầm tấn mấy, 2 tấn á. Bình thường nhà mình để cao bằng cái bóng đèn đó, cái cột kèo đó thì mình mới bắt đầu bán ha. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lên kiếm mấy cái bị cắt tông đẹp đẹp để làm ha mọi người. Thì mình vừa chạy cái xe vô để dễ leo lên đống giấy ha mọi người. Mọi người nhìn trên video vậy chứ cái đống giấy này nó cao cũng ngang cái đầu người, cao hơn xe ba gác. Đấy, thấy không, nó cao lắm á. Ghê. Bây giờ mình sẽ lựa mấy cái giấy đẹp đẹp để làm ha mọi người. Giờ mình sẽ lựa mấy cái giấy đẹp đẹp để làm. Thì hình như mình cần đâu đó tầm 10 miếng như vậy ha. Lựa mấy cái miếng đẹp đẹp to to làm cho dễ. Hên ghê. Hôm kia mua được mấy tấm giấy đẹp quá trời. Mình không nhớ nó cần bao nhiêu nữa mà chắc lấy tầm chục cái đi. Mấy cái rồi nhỉ? 2 4 6. 5 minutes later. Sẵn mình nói luôn cho mọi người ha. Bi Sài Gòn á mọi người. Cái này nè, nó có một thùng trúng thưởng đó nha. Mọi người mà mua bi, mọi người kêu người ta bán cho mọi người cái thùng trúng thưởng nha. Ở trong đó nó có cái thẻ cào á. Mấy cái thùng giống vậy nè. Mà nó có, ở đây nó có ghi là đổi thưởng thì mới được nha. A few moments later. Thì mình vừa lựa xong ha mọi người. Vừa lựa xong thì được 10 thùng. Mình nghĩ chắc 10 thùng là chắc đủ rồi đó. Hồi nãy xem video không nhớ bao nhiêu thùng nữa. Thì bây giờ mình sẽ xuống cái xe hàng này. Rồi mình sẽ làm ở trên cái thùng xe ba gác luôn ha. Mình vừa xuống giấy xong ha mọi người. Trời nắng quá, giờ mình phải mang áo khoác vô để ra xuống sắt nữa. Thì mình vừa xuống xong xe hàng ha mọi người. Thì bây giờ trời cũng trưa, cũng trễ rồi. Bây giờ mình sẽ vô mình nghỉ trưa. Rồi khi nào mình làm thì mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Thì video hôm nay sẽ kết thúc tại đây.
Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký nha. Thì cái video làm cây thông này thì mình nghĩ mình sẽ chia làm hai phần. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây ha mọi người. Hẹn mọi người vào phần tiếp theo.